Hello, xin chào tất cả các bạn nhá. Hiện tại bây giờ anh em mình đang có mặt ở ngoài bờ biển. Hôm nay anh em mình lại tiếp tục ra biển để kiếm ăn. Bây giờ Tuấn Anh đang chuẩn bị cần câu nhá. Hôm nay anh em mình sẽ quay cho các bạn xem một video câu nhá. Câu kiểu của Nhật. Bây giờ anh em mình sẽ chuẩn bị cần câu. Cần thủ số 1 đã xuống cần. Ta thấy cá, hiện tượng cá búng nhưng mà chưa gì đúng không? Chưa có cá. Quang chưa ném cần, như cá búng ngay trước mặt Quang nhỉ? Ra ngoài tối quá, không nhìn gì. Ấy, Quang ném cần đấy. Chú. Nhưng mà chưa biết. Đâu mày. Ui, tôi vớt được con cua lông anh em ơi. Trời ơi, to luôn. Đi, tắt đèn đi. Ôi, đã luôn. Trời ơi. Cá búng, cá búng, cá búng, cá búng. Cá búng. To luôn này, Quang ơi. Đã chứ. Đã có cái ăn. Còn kia vứt đâu rồi? Mấy tao thứ ơi. Rồi, cất đi. Ôi giời, Tuấn Anh thì em đầu tiên rồi các bạn ơi. Đâu đâu đâu. Rồi, rồi, rồi. Em đầu tiên lên. Cho lên vợ. Ôi, em đầu tiên. Cũng hơi nhỏ nhưng mà cũng được. Ê gươi đúng không? Ừ. Gươi đúng không? Ừ gươi. Tiếng Nhật ư gươi nhá. Tiếng Việt Nam không biết. Kiểu nhìn giống như là trôi trắng ở Việt Nam nhỉ. Câu này có một mồi giật mỏi tay các bạn ạ. Các bạn nhá, mình là con đầu tiên rồi nhá. Con đầu tiên nhá. Quang chưa gì. Quang thấy nãy giờ kêu sảnh liên tục. Quang sảnh liên tục. Quang ấy chưa. Quang ấy chưa. Nó phải đi trả không nhận lên Quang đâu cầm máy cho hàng ra sao đều rắc. Ô, có hàng rồi bạn ơi. hai em luôn, tối quá nhỉ, hai em nhá, ấy lên, ui không biết không biết, này to hơn, con gì to, mình câu hai nó sắt, ơi cắn cảm giác phê lắm các bạn ơi, giật đã luôn, đây. Nhà bên đây. Con thứ ba. Còn chưa đây. Ôi. Ê ui ông giật gì kinh đấy. Cái cần. Ê ui. Giật cái gì đi trời. Gãy chưa? Gãy rồi. Giật nhẹ nha. Ê ui giật nhẹ cái gì? Trời ơi. Nó lại bố. Pha giật thần thánh rồi. Quang giật vẫn gãy cần luôn. Đẳng cấp Quang rồi. Nhưng mà quán này rất chặt. Có cá rồi, có cá thì gãy cần. Ôi. Rất chặt rồi, địt. Nhưng ông giật khỏe quá. Ê, gánh cần này, anh em gánh cần. Gãy cần luôn, trời ơi. Gãy đâu? Tuột, không phải gãy. Không phải gãy đâu. Đó. Không phải, tuệ hết rồi. Ồ, gãy mẹ rồi, đúng rồi. Gãy rồi, trời ơi, ông giật khiếp quá rồi. Gãy rồi. Rút đoạn này ra không à, cắm vào đoạn này không ra. Cắm được, không cắm được. Rút ra. Đấy, cắm đoạn này xem vào. Không được. Không được. Ôi được con cá yêu ơi, yêu giật một phát. Mẹ mày. Giật nhẹ mà. Mày nhà tao vẫn có cái chân nữa đây. Chân này cần gì chân? Đéo phải. Không cần chân, nó gãy đôi mà. Gãy ở đâu? Gãy đâu. Thêm một em nữa. Trời ơi, thánh. Giật khiếp luôn. Có phải thì giật phát lên mặt góc cái video được. Còn nữa. Anh cái phân khua đi đánh ạ. Anh phát cần. Một cái cần cả tiền triệu của tôi, giật như thế. Bốn em. Cá xong luôn cái được cần con, à. Được con cá. Quậy cầu. Rẻ rách mà. Mất cái cần. Đó. Như tiền Việt đâu phải rơi cả tầm đến 1,5 triệu. Quậy cầu rồi đó. Đây mồi đây, đó. Sao? Sổ hết rồi đấy. Rồi. Sao ông tôi dọn hiện trường đấy thôi. Tôi quay mặt đấy chứ nào. Chán quá. Cả mùa câu giờ giật được đúng một con, hỏng luôn cái cần. Kinh người. Câu tiếp đi. Đây. Giật được quả phê. Giờ là chế. Chế cho bác Quang. Có bột tiên chun nhỉ? Đây vẫn xô cái ống này được. À xô được đấy. Ừ, được nhưng mà nó không được chắc thôi, phải có. Ông phải có dây ông buộc ở đây. Kiếm dây. Đút chặt à? Buộc phải chặt nhẹ thôi. Giật vừa thôi. Còn cá có to đâu. Bằng cổ tay chứ mấy. Có lực ông giật chứ chẳng liên quan gì đến con cá kìa.
tí men và giật về. Nhưng mà quả nó thấy thột 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 thột. Tôi để lại một lần nữa. Giật mất. Giống như ăn lần hai ấy, rất chặt luôn. Giật có mạnh không? Không mạnh, gãy cần. Cần này ngon đấy, không cần xin đéo đâu. Ông được câu cần ngon nhất đấy. Ba thằng thì hắn cơ chơi cần ngon nhất. Ok mọi người ơi, vá cần cho Quang rồi. Giờ Quang lại được tiếp tục cực câu tiếp Quang ơi. Lại ngon lành lại được dần. Chỗ nào, đây rồi. Cho lên, cho lên. Kéo. Cầm cước, cho lên, cần đang yếu. Cầm cước. Đưa gần vào. Đấy, còn nữa. Đấy. Rồi, tỏ đấy. Rồi, cháu đang ra thông. Con này con thứ mấy nhỉ? Thứ 6 à? Con này con thứ 2 của tôi. Con thứ 2, tổng cộng 6 con đúng không? Ừ, 6 con rồi. Cầm vào, xách cả cái móc đi vào đấy, con tháo. Quấn lại. Đấy, được nhá, 6 con rồi. Cầm cả móc à? Ừ, cầm cả móc. Mới con thứ 5 này. Với con thứ nào thôi, tính nhầm rồi. Đấy. Đã luôn. Con gì này? Ôi cá lạ. Ôi. Ủa nó kéo to kinh lắm. Ôi cá lạ Quang ơi. Ủa nó kéo cần dã man luôn. Ôi nó cho vào rong rồi. Cho lên đi, cho lên đi. Ôi con gì lạ thế này. Ôi. Ôi ôi. Lươn à? Ôi lươn biển à? Lươn biển à? Biết con mà hay anh em mình hay ở khu đi này. To chưa? Ôi như cá trê này. Ờ cái có khi ấy. Hạ xuống rồi. Ôi, nó kéo dã man luôn. Kéo mà cần tao cứ đang ngang. Ơ con này là dính ở bên ngoài chứ có phải nó ăn đâu. Ừ, nó đốt tao đấy, nó đốt thần toán tao mấy lần đấy, tao giật luôn đấy. Lươn biển đấy. Thế tao giật vào người luôn. Ui đi. Lươn biển này. Ngon thì to chưa? Ui ui ui. Đi cái nào? Cái con mà con nhỏ nhỏ hay cho ban ấy. Hay lươn này. Có biết ăn được không? Ăn được chứ. To thật đấy. Ui nó kéo căng lắm, khỏe ra mà. Ôi ngon rồi. Ui như có như có quá quả nhỉ? Ừ, khỏe lắm. Khỏe ra ban luôn. Móc rồi. Nào cần thủ nào. Cho cần thủ vào máy nào. Cá khỏe lắm. Châu nhơi. Châu thật thụy nhìn đi kìa. Kéo dọn nè, ngon rồi. Con sôi, lại một con cá lạ. Con sôi. To à? Ui, con này cũng to mà. Ừ, không to lắm. Đấy. Con này to. Lại một em dị dạng nữa. Ui cái mồm. Cái mồm này, ui. Muốn nút cả trọn cả thế giới. Ờ nhá. Nhưng mà em nút trọn cái mồi của anh. Sao? lại nó. Ô. Oh. Sao? Đây anh em ơi, cùng cá mà anh em tôi đây. Ôi con này như con cá quả luôn anh em ạ. Cá nó ăn cước ra đấy. Dạng gần như kiểu. Đây con này. Gai. Ui nhìn như cả cá quả luôn. Đấy. Chưa. Giống cá quả nhỉ. Ừ. Thôi không được biết, được bữa rồi. Đâu. Trời, con cá nhỏ tí này. Thôi thả đi đi. Thả đi thôi. Ừ, thả đi. Sướng quá. Thôi, mày nguyện chưa? Về nhá. Vẫn gì? Chó tí nhá. Thì đứng edit hết video này. Này sướng tay quá, không muốn về, giật mỏi tay. Thôi thả con nhỏ về thiên nhiên. Đây anh em ơi, trong khi mấy anh em Quang con anh câu mình đi vớt được ít tôm với ít cung ghẹ các bạn này. Tôm to lắm. Trời ơi. Tí nó về đổ ra sau lại xem nhé. Rồi. Ơi, thành tích tối nay của anh em mình đây.
Ôi cá là đấy. Cá Zika này. Con này nhìn giờ nó nhợt người ra nhỉ. Ừ, lúc nãy vẻ chẽ nhỉ. Nha, tôi anh đổi, tôi anh đổ vào túi thôi, thu gọn đi về thôi. Đuối cầm đồ. Đó. Đó à. Ừ, ghê à. Ừ. Đấy, nước cao rồi mà, rửa tay được. Thôi bóc vào, lấy nước rửa tay. Ok, đi về thôi. Về đi, về đi, về. Ui trời ơi, hạt lên rồi đi. Rồi ra, biết các kiểu không? Chật luôn. Tôm của con. Chặt tôm riêng lên. Mai tôm làm gì? Hấp rồi. Hả? Ừ, mày hấp đi. Quang ơi, đã sắp thành quả này. Toàn tôm to luôn. Ôi, táo quang. Luôn toàn tôm này. Ui, rá tôm. Còn đây là rạng nó cua lông đi. Đây, bữa tôm ngon rồi. Đấy, rạng cua lông. Trời ơi, đã đời. Đây cua lông to, hai con to đi. Con vật vẽ, hai con to này. Đã rồi. Cá nữa các bạn. Đây, hàng đây. Ai 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 ơi. Trời ơi, thế là chết rồi. Như cái quả ấy nhỉ. Mùi gai này cứng lắm. Không còn nó sống. Đâu chết hết rồi, hàng cái gì cả sống dài. Thì bật cái điện kia đi. Gần 40 phân. Nhìn như cá quả nhưng mà đầu thì màu nó có nhạt ra như con lươn này. Ừ. Con gì đang hút máu nữa này. Nó con giống con sân mai nhà em thì công ty mình hút. Rồi thôi giờ làm nó là sò kho.